máy phiên dịch AtoGo dịch được 138 ngôn ngữ với 3 tính năng phiên dịch là dịch giọng nói, dịch ghi âm và dịch qua hình ảnh. Bây giờ Vi sẽ sử dụng máy phiên dịch AtoGo giao tiếp với lại người nước ngoài bằng tính năng dịch giọng nói. Hãy cùng Vi trải nghiệm về máy phiên dịch AtoGo nhé. Bạn đến Việt Nam bao lâu rồi? How long have you been to Vietnam? Oh, this is my second day. Hôm nay là ngày thứ hai của tôi. Bạn đến Việt Nam với ai? Who do you come to Vietnam with? Oh, by myself. Cô bắt bạn thân mình. Bạn đến Việt Nam để làm gì? What do you come to Vietnam to do? For holiday. Hoặc kỳ nghỉ. Bạn dự tính là ở Việt Nam bao lâu? How long do you plan to stay in Vietnam? I'm here for 1 week. Tôi ở đây trong một tuần. Bạn đã đi được ở những địa điểm nào ở Việt Nam chưa? Have you been to any places in Vietnam yet? No, just Ho Chi Minh City, and tomorrow I go to Hanoi. Không, chỉ cần gặp bạn trong thành phố và ngày mai tôi đi Hà Nội. Hôm nay bạn ra công viên để làm gì? What are you going to the park to do today? Oh, to stay cool. Để giữ mát. Thời tiết Việt Nam có nóng hơn ở đất nước của bạn không? Is the weather in Vietnam hotter than in your country? Yes, a lot hotter. Vâng, nóng hơn rất nhiều. Nơi bạn ở có gần đây không? Is it near where you live? It's far. I live in the United States in California. Đó là xa, tôi sống ở Hoa Kỳ, ở California. Và thời gian rảnh thì bạn thường hay làm gì? What do you usually do in your free time? Oh, well, I like to play sports and read books. Tôi thích chơi thể thao và đọc sách. Bạn thích chơi những môn thể thao nào? What sports do you like to play? I like tennis and basketball. Tôi thích quần vợt và bóng rổ. Bạn thường chơi thể thao mấy ngày một tuần? How many days a week do you usually play sports? Maybe 2 days. Có lẽ 2 ngày. Bạn thường chơi thể thao với ai? Who do you usually play sports with? Oh, I play with friends. Tôi chơi với bạn bè. Bạn có thích Việt Nam không? Do you like Vietnam? I like it very much. Yeah, thank you. Tôi rất thích nó. Vâng, cảm ơn. Bạn thấy con người Việt Nam như thế nào? How do you see Vietnamese people? I see Vietnamese people as very friendly and hardworking. Tôi thấy người Việt Nam rất thân thiện và chăm chỉ. Cảm ơn vì bạn đã dành một chút thời gian trò chuyện với tôi ngày hôm nay. Chúng tôi có một món quà muốn gửi đến bạn. Thank you for taking a moment to chat with me today. We have a gift for you. Oh, thank you very much. Hello. Hi. Where are you from? Hi, I'm from Canada. Xin chào, tôi đến từ Canada. Hôm nay bạn đến công viên để làm gì? What are you going to the park for today? Oh, we're just hanging out. We're walking around the city and we just stopped at the park. Chúng ta chỉ đi chơi thôi. Chúng tôi đang đi dạo quanh thành phố và chúng tôi chỉ dừng lại ở công viên. Bạn đến Việt Nam bao lâu rồi? How long have you been to Vietnam? We have been in Vietnam for about 25 days, so we're almost done. Chúng tôi đã ở Việt Nam khoảng 25 ngày, vì vậy chúng tôi sắp hoàn thành. Bạn đến Việt Nam để làm gì? What do you come to Vietnam to do? We are just traveling. We graduated, so we did
Thailand and then Vietnam and Bali, so we're just traveling around. Chúng tôi chỉ đi du lịch. Chúng tôi đã tốt nghiệp, vì vậy chúng tôi đã đến Thái Lan, sau đó là Việt Nam và Bali. Vì vậy chúng tôi chỉ đi du lịch vòng quanh. Khi nào thì bạn sẽ quay trở lại đất nước của bạn? When will you return to your country? I return on the 23rd of March. And Solana, she's going to Cambodia. She goes back on April 5th, 6th. Tôi trở lại vào ngày 23 của tháng 3 và Selena, cô ấy sẽ đến Campuchia. Cô ấy quay lại vào ngày 5, ngày 6 tháng 4. Bạn có thích con người ở Việt Nam không? Do you like people in Vietnam? I love the people in Vietnam. Everyone's so friendly and funny. Yeah. They're all like have so much character. So I love the Vietnamese. Bạn đã ăn thử những món ăn nào ở Việt Nam chưa? Have you tried any food in Vietnam yet? Yeah, we love the banh mi's. We also tried like the tofu and rice, spring rolls, pho, the rice pancakes. Lots of food. Bạn thấy món ăn ở Việt Nam như thế nào? How do you like the food in Vietnam? I like it. I like Thai food better, but it's still good. Still good. Yeah. Tôi thích nó. Tôi thích đồ ăn Thái hơn, nhưng nó vẫn tốt. Bạn có thể thử thêm món bún bò, tại vì món đó cũng là một món đặc trưng ở Việt Nam. You can try more beef noodle soup because that dish is also a typical dish in Vietnam. Okay. Good, I'll try it out. Cảm ơn bạn vì đã trò chuyện với tôi ngày hôm nay. Chúng tôi có một món quà nhỏ muốn dành đến hai bạn. Thank you for chatting with me today. We have a small gift guide for the two of you. Aww, thank you so much. Come on. Thank you. Bạn đến Việt Nam để làm gì? What do you come to Vietnam to do? Look at all the country, the countryside. And just a holiday. Nhìn kìa, nhìn khắp đất nước, miền quê, và chỉ là một ngày lễ. Bạn đã đi chơi ở đâu ở Việt Nam chưa? Have you gone out anywhere in Vietnam? Hanoi, Sapa, yeah. Ha Long Bay, yeah. Da Nang, and Saigon or Ho Chi Minh. Bạn thích ăn món ăn nào ở Việt Nam? What food do you like to eat in Vietnam? Ba mi and phở. Khi nào bạn sẽ trở lại đất nước của bạn? When will you return to your country? On Wednesday. Vào thứ tư. Bạn tới Việt Nam với ai? Who do you come to Vietnam with? Oh, my wife, she's shopping over there. Là vợ tôi. Cô ấy đang đi mua sắm ở đằng kia. Và thời gian rảnh thì bạn hay thường làm gì? What do you usually do in your free time? Exercise, read a book, yeah. And bài just đọc, relax. Đọc quyển sách. Cảm ơn bạn đã giúp tôi. Chúc bạn có một ngày mới thật vui vẻ. Thank you for helping me have a nice day. You have a better day than me. Sau một ngày đi trải nghiệm thực tế thì Vi đã có thể dễ dàng giao tiếp với lại nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới bằng máy phiên dịch cầm tay AtalkGo. Nếu quý khách còn có những câu hỏi hay những thắc mắc nào cần được giải đáp thì quý khách vui lòng truy cập vào website máythongdịch.com hoặc liên hệ vào số hotline 0938
1-800-333-5696 sẽ có những chuyên viên tư vấn có thể hỗ trợ thêm cho quý khách thông tin về sản phẩm máy Atok Go chính hãng. Cảm ơn quý khách đã xem hết video này và hẹn gặp lại quý khách ở những video tiếp theo.